bà ở tới phòng này rồi thì đội nhạc nhẹ của Chí Thiện thì chỉ còn lại 4 thành viên thôi. Cho nên ở phòng này Thiện bắt đầu cảm thấy là hơi chạnh lòng một tí, vì chắc chắn ở phòng này thì Thiện sẽ phải chia tay một bé. Cho nên Thiện quyết định mình sẽ chọn bài theo từng bé. Thì thật sự là Thiện chưa sẵn sàng cho cuộc chia ly này. Thầy muốn con lên sân khấu phải vui hết mình, để không có gì phải hối tiếc cả, đừng sợ gì cả. Tất cả những gì mình học mình đã có ở trong người rồi, chỉ mang lên và trình diễn như một nghệ sĩ thật sự. Dĩ tôi còn chờ là nơi tôi thuộc về, và nơi đó là đại dương rộng bao la chào đón tôi. Chẳng ai biết đâu. Đón xem tập 8 chương trình Thử Tài Sư Nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 12 giờ chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.